Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Hello hello, chào mừng anh em quay trở lại với tiểu yêu tàu đạo anh em nhá. Ôi dồi ôi, hôm nay thì server của mình mở ra tính năng là pháp tắc. Đấy, có ngộ đạo các kiểu con đại đẻo này. Chơi thử tí, nhận thử tí nào. Anh em nào ở server tinh trần F13 đang chơi cái pháp tắc này không nhỉ? Điểm danh cái. Rồi. Đâu, để mình xem pháp tắc thiên địa cái xem nào. Ngũ hành. Ok, thôi thì cứ múc thôi, cảm ngộ chứ biết là sao, tự động bật thì từ đã đang tự động quái đâu. Kháng hút máu. Kháng hút máu thì cứ thay vào thôi. Thêm phát nữa này. Kháng choáng này. Bạo kích, kháng bạo, kháng phản công. Kháng né này. Thay luôn. Phủ à? Ai à? Phủ hơi bân khuâng đấy nhá. Thay phát. Rồi, tiếp tục là thủ này. Kháng phản công, né, phản công và cường hóa sát thương bạo. Ối rồi, thực sự luôn. Bỏ để mình xem nào. Khoan nha, chờ một tí nha. Rồi, chuyển sang bên phần nguyên thể phát. Ra trận xem nào. Pháp tắc. Ok, cái này bọn nó dùng chung à? À, hóa ra là như thế. Nó không dùng được riêng nhỉ. Mỗi cái có pháp tắc riêng thì ối dồi ôi quá, đúng không? Thế chắc là nó dùng chung rồi. Thế thôi thì mình để thủ ấy. Để xem là có một số cái nhiệm vụ kiếm được không. Thí luyện pháp tắc này. Kiêu chiến. Rồi chết cha. Để ngay môn phái nguyên thể này đi đánh liệu rằng có ăn được hay không đây. Kiêu chiến tầng đầu tiên ok này. Chuyển sang phần âm thân đi đánh cho nó chắc anh em ạ. Thí luyện pháp tắc đây. Kiêu chiến thêm phát nữa đi. À, qua được rồi đấy, mình nhìn thấy là nhảy bùm một phát lên tầng tiếp theo rồi. Ok này. À, có hồi máu khó chịu nha, em Huyền Vũ. Ôi giời ơi. Ổn đấy, muốn phải choáng ghét em Huyền Vũ vãi trưởng luôn anh em ơi. Hồi máu nhiều quá trời luôn anh em ạ. Hồi HP siêu khủng luôn, kết hợp với cả loan điểu nữa thì ôi giời này anh em nhìn này. Thì yếu trị liệu đi. Trời ơi. Phạc men biết ngay mà. Cú thế nhỉ? Hay là mình chuyển sang bên liên bạo nhỉ? Anh đấm thử xem như thế nào. Cái chưa? Bực vãi. Để mình chuyển bên nguyên thể đánh thử liên bạo xem như thế nào anh em nhé. Nào, ý luyện pháp tắc xem nào. Yêu chiến đây. Mày này. Ôi đau 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 đau. Bạo ít thế. Này kháng bạo cao à? Rồi luôn. Rồi luôn. Thôi xong đi. Lại lần nữa đi. Hy vọng là bạo kích thật cao à? À, con này nó có bạo kích cao thì mình phải đeo kháng bạo chứ. Rồi xong. Bực quá. Kháng bạo phát. Lại nha anh em. Hy vọng rằng là có thể múc được đó. Mày này, nó vẫn bạo kích thế kia thì tao chơi đây. Rồi. Cú quá anh em ạ. Ý luyện là pháp tắc thêm cái nữa đi. Quà cái đã. Cảm ngộ như thế nào đây? À, cái này thì giống như những cái đầu tính năng đầu tiên mở ra thì nó sẽ có thêm cái thanh đấy để chúng ta có thể là đạt được những thành tựu nhất định là nhận thêm quà, hỗ trợ thêm một tí ở giai đoạn đầu. Ok. Pháp tắc này tiếp tục nha. Pháp tắc mộc. Pháp tắc mộc thì có cái gì? Cảm ngộ một phát đấy nhở. Kháng choáng à. Cứ thay bừa ra đi. Tiếp theo dưới này thế nào? Cảm ngộ một phát đi. Thay luôn. Dưới này nữa này. Cảm ngộ thêm phát kháng này. Ôi được luôn. Tiếp tục cái cuối này. Khiên à? À khiên này. Có thêm một cái khiên anh em nhé. Khiên nó giống như kiểu là máu ảo. HP ảo. Thanh giáp ảo đấy anh em. Rồi bây giờ thì cảm ngộ 20 lần đi. Choáng này. Ôi thay luôn. Đạo pháp liên kích. Đạo pháp biên kích thì tức là nó đánh hai lần đạo pháp ấy anh em. Hiên à. Phản công à. Cường hóa trị liệu. Hút máu. Thủ này. 2,4% choáng, 4,6% thủ. Mắc là 28,7 à. Hay đi nhở. À, lực chiến lên nhiều phết. À đây này, có choáng cái này anh em này. Nhưng mà sang bên này đi. À quên. Bây giờ reset được hai cái luôn mà. Liên kích và khiên. Kháng né và cường hóa trị liệu. Hay.
Ôi, giảm nhiều đấy. Thiên và né này. Hay thử nào. Cảm ngộ vẫn là cường hóa sát thương bạn liên kích thì thôi. Tiếp tục là cảm ngộ thủ cường hóa linh thú thay luôn. Giảm đi nhiều gớp. Khám bạo cường hóa trị liệu. Cường hóa trị liệu phản công. Bạo kích HP. Thủ HP. Choáng và kháng phản công. Cường hóa sát thương bạo và khiên. Không ăn thua lắm anh em ạ. Nói chung là không ăn thua rồi. Với cái chỉ số nó cứ phải ra choáng cả kháng né nó mới ngon cơ. Đây. Cho anh em check thử tí xem là mình đã được bao nhiêu nhỉ. Choáng 326, kháng né là 309. Hơi ít nhỉ. Đi qua một số những phần quà cái. Gói tự chọn này. À, hôm qua thì mình có làm cái tự game là Alo Tu Tiên Đi ấy. Chả biết anh em chơi game giống tiểu yêu tầm đạo vách cả trưởng luôn. Giống đến 99% anh em ạ. Chắc là có một số những tính năng mới thì sau này nó sẽ cập nhật khác biệt như thế nào thì mình không biết, nhưng tầm này thì giống lắm. Tôi chơi y hịt luôn. Chắc game bị kiểu kéo mấy cái bạn ở bên tiểu yêu tầm đạo sang đua top bên đấy nè. Ghê đấy. Biết âm mưu kinh khủng đấy. 50 cái nữa này. Này có cái gì không? Ok, nhiệm vụ này. Luôn này. Phúc lợi. Luôn này. Tiếp tục. Cường cái này đi anh em ơi. Cho một cái được 3 phát thì lực chiến nó sẽ tăng nhiều hơn này. Máu khá liên kích. Phản công khá phản công. Khá liên kích và thủ. Khá liên kích và kháng né. Phát cuối nào. Ách. Nhầm rồi. Ấn nhầm anh em ơi. Ảo ma Canada thực sự luôn. Bực thế nhỉ. Cảm ngộ tiếp theo này. Cái viên này quá sức mạnh pháp tắc à. Dùng để khóa dòng anh em ơi. Lại đi, 3 phát hy vọng rằng là nó ra cái dòng ngon. Cường hóa trị liệu và khiên. Rồi, tăng được khá nhiều điểm lực chiến. Cường hóa linh thú này. Cường hóa trị liệu mình có cái quái gì đâu nên lực chiến nó tăng thôi, nhưng mà nó không ăn thua. Cường hóa linh thú nó ngon hơn đấy. Phát cuối cùng. Thôi, bỏ qua anh em nhá. Dòng đấy thì cùi quá anh em ạ. Click qua một số những cái phần thưởng cái. À, chiếc cái hoạt động cái. Mua thêm đào đi. Ok này. Rồi, chặt cây đã nhở. Quên mất nãy giờ không chặt. Âm thân này. Phúc địa. Ok, còn hai em nữa. Để xem thể lực của chuột. Ê, còn nhiều. Hôm nay mình nhận được 700 đào rồi. Thế chứng tỏ là hôm nay đào được khá khá đấy. Nghìn đào ấy. Nhờ. Tiêu chiến thử tí. Đây rồi. Úp luôn. Huyết mạch. Huyết mạch thì mình có thêm một chút chút. 185 cái dùng luôn nhờ. Hoặc ok chú tước nhạy bén. Ok 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 ok. Thần thông. Nhận thần thông. Ôi, hai ngày nữa lại đến sự kiện thần thông rồi mà bây giờ mình mới có 7.000 cái phù thiên diễn. Tính ra là cũng hơi khoai nhé. Nếu như mà không xả thì cũng lại thọt. Và đợi thêm một tháng nữa thì... Ôi dồi ôi, cái trường. Đợi thêm một tháng nữa thì chắc chắn là mình sẽ đủ khoảng hơn 10k. Hơn 10k thì đủ cái phù thiên diễn để xả lấy được một cái thần thông ngộ đạo. Tùy chọn. Thế nhưng mà bây giờ nếu như không xả thì thôi chắc là thọt lói mồm. Chờ một tháng nữa thì chết dở. Chắc là mai kia vẫn phải xả thôi anh em ạ. Chứ biết làm nào bây giờ. Ok, nhận luôn này. À, 45 cái tổng cộng này. Đâu? 10 à? À, may quá. Chặt cây là 1.000 lần, 1.500 lần được này. Khiêu chiến đấu pháp 10 lần là cũng ok này. À, mấy cái khiêu chiến đấu pháp này được này. Nhưng mà cái tăng cấp vật cưỡi thì hơi khoai. Tăng cấp linh thú thì ok. 12 lần đúng không? Khiêu chiến dị thú à? Ơ, hợp lý đấy chứ. Tăng xà. Tăng xà thôi, dừng lại đi. Triệu hồi. Đây, triệu hồi lấy 1-2 em đi. À quên, vận may hôm nay nó là cái gì đó. Gì đấy, chúc mừng mở khóa linh thú. Nhận ngay. Bịp 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 bịp. Rồi, vận may xem nào. Vận may hôm nay là thần thông. Phạc men. Tớ là linh thú chứ. Gói này. Free này. Thần thông thì thôi mình đang tích lũy nhỉ.
đầu tư tiên ngọc vào đây đi, mua mình cái gói này đi. Đấy, 500 chứ mấy. Ok chưa? Nhiệm vụ ở đây mình còn 3 cái nữa thôi. Tăng cấp thần thông thì cái này đơn giản, làm luôn. Tăng cấp thần thông Hoàng Diệm Ma Thân Sư Tử Hống này, 1, 2, 3, 4 và 5. Thế thôi. Đấy, biến hóa thần thông 7 lần thôi, 10 lần dừng lại. Nhận luôn này, đủ 10 chứ, 11 luôn này. Thần thông của đạo tùy chọn đi. Đấy có, cay quá, cay quá. 100 đào, ok, đúng luôn. Tạm anh em ạ. Pháp tắc ngộ đạo này, 1, 2 này, 3 này. Quên mất rồi, đấu pháp khiêu chiến đúng không? Tăng cấp vật cưỡi, tăng cấp linh thú 12 lần. Linh thú phải tăng cấp trước cái đã. Linh thú 12 lần đúng không? 1, ơ chứ chứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đó, đụng lúa luôn. Còn dưới này là đi cái gì nhỉ? Dị thú xâm lược 8 lần. Thế hôm nay là đi được 5 lần. Dị thú xâm lược đổi qua bên này cái đã. Nguyên thể. Ok. 1, 2, 3, 4 và 5. Tạm. Lại sang âm thân. Ờ, thế thôi. 9 bình à? Ô, còn đúng 6 ngày nữa là mình có thể lên được cây 16 này anh em này. Được cái chứ. Ở đây. 1, 2. Còn cái gì đâu? Tăng cấp vật cưỡi chịu. Thu thập. Cái này cũng hơi khoai đấy. Khiêu chiến yêu vương các kiểu thần thông 20 lần, tiên hữu du ngoạn. Bảng quân hùng 2 lần. À, bảng quân hùng được này. 8 lần đi luôn. Bảng quân hùng. Ok. Khoai. Mình càn quét 5 lần này. Càn quét 5 lần nữa này. Cái cũng ok mà. Đấy, easy luôn anh em. Ồ, nhiều này. Pháp tắc. Tiếp tục. Cho luôn cái đầu tiên để mở khóa 3 dòng luôn anh em nha. 1, 40 lần à. Hút máu và né. Choáng và khám phần công. Cường hóa sát thương bạo trị. Né bạo kích. Khám bạo choáng. Pháp biến kích cường hóa trị liệu. Né, ủa rồi. Cam luôn à, nhưng mà đích chơi. Cú vách trường. Bạo kích kháng né này, lại né vãi nổi. Choáng đi. Choáng đi. Cường hóa trị liệu và kháng hút máu à. Còn ra mấy dòng đâu đâu nhở, đen ấy nhở. Cường hóa linh thú và phản công. Né cường hóa linh thú. Cường hóa linh thú và HP. HP. Ơ, cái này hợp lý hơn đấy. Đấy, lịch chiến ta lên luôn này. Liên kích và thủ. Bắt đầu khó nghĩ đấy. Công và choáng. Anh choáng thắng bạo. Hút máu bạo kích. Phát cuối cùng. Vẫn còn thiếu nhiều lắm anh em ơi. Thì mới có thể là mở khóa được 3 dòng anh em ạ. Nói chung là cũng cay. Cảm ngộ xem nào. À có 100 đá nữa này. Perfect luôn như. Ơ đầy rồi này. Thế đi khiêu chiến đấu pháp luôn. Làm luôn nhiệm vụ anh em nhá. 1.48 á. Cao thế. 1.71, 2.7 này. Dã luôn. Đấy, đau chưa? Tiếp theo 3.12, đánh luôn. Mình 3.41 ức rồi mà. Hốn chưa? Hốn chưa? Tiếp theo 3.79, đánh thử xem đánh đồng nhâm mưu chân. À, dính choáng là mình thấy có khả thi rồi. Úi. Ấy à, đau. Sợ. Nằm ngay. Đánh thêm trận nữa này. Đấy, anh em có thể thấy là bây giờ choáng của mình chỉ số nó bắt đầu ổn ổn, là đánh đấm hơn lực chiến là cũng ok đấy. Đó. Chẳng qua là một vạch choáng chơi cái chay thì nó hơi chậm tí thôi. Anh ba cho là 3.95 bước đánh thử nha. Thử sức nha anh em. Thôi xong rồi. May quá phân choáng được. May quá. Nhưng bắt đầu nó kích hoạt em tiểu long nữ rồi đấy. Bắt đầu thốn rồi. À đấy, nó lại còn có cả con loan điểu ấy nữa chứ. Bỏ qua xem nào. Ua biết ngay rồi. Có con loan điểu thì hơi khoai.
Nếu như mình có suy yếu trị liệu hoặc là có suy yếu linh thú á, thì nó sẽ ngon là cành đào, nhưng mà mình không có thì bắt buộc là nên xui thôi. Đánh bao xem nào. Đau chưa? Bạn này thì cũng bắt đầu khả năng là chơi choáng này. Thế để chu tước mà không chơi choáng hơi phí. Bỏ qua chiến đấu thắng này. Cái tầm này thì mình bắt đầu không sợ những ông nào mà cùng phân khúc được chiến hoặc là tranh mình 2-3 nghìn vạn nữa rồi. Bây giờ sợ nhất là những ông nào mà có Loan Điểu cả Huyền Vũ, thề. Mình đi đánh rất nhiều trận rồi. Ơ hết rồi à? Thế thì tiếp tục là chặt cây đấy. Pháp tắc tiếp tục này. 1 2 3 4 5 6 cường hóa linh thú và kháng né này. Không có cái dòng nào cam đỏ lòm đi để mình ấy nhở. Rồi. Vẫn không được. Bực phát ở trường. 50 phát nữa này. Tiếp tục đi. All in cái đầu tiên anh em nhá. Một. Kháng né này. Hay luôn. Không có nhẹo. Rồi. Choáng này. Ôi ôi. Biết thì khóa cái này lại thì hợp lý này. Nhưng thôi. Có ít cái khóa thì mình cứ chờ bao giờ ra dòng cam thì khóa nó sẽ hợp lý. Áp được đấy. Lân la. Dần già. Rồi được thêm 20 rồi. Chắc là phải chờ 1-2 hôm nữa rồi. Thì khi mà mình làm xong một số những cái nhiệm vụ nữa thì mình sẽ có thêm lượt để có thể là chơi cái pháp tắc này anh em nhé. Thì anh em chơi đến đâu rồi? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nha.